làm và ở chui Sài Gòn đây chui Sài Gòn hai phần bảy này quá nhỉ. Bên kia là xuống đấy à? Đúng không? Là quận 7 rồi. Bên kia là đi qua kia đấy là chợ lớn nhỉ? Đúng không? Bên kia nào bây giờ đang là bên Bắc Kinh đang ở. À, chợ Bến Thành.